Hello, mình Sư Thái Việt Nam xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình đi Tra Diệp á, mình ghé về ngang Sóc Trăng các bạn ạ. Thì về mình ghé qua Tân Huê Viên rồi các bạn. Nơi đây họ là một cái khung cảnh thật là đẹp, rất là thần tiên luôn nha các bạn nhé. Thì hôm nay là mình ghé đây là cái mỗi năm mới ghé, nhưng mà năm nay mỗi năm mình thấy cái mối đổi khác các bạn. Khung cảnh rất đẹp. Đây các bạn thấy không? Đây ở đây nó có một cái cây sứ vít khủng luôn, sứ to lắm các bạn. Đó mình thấy cây sứ đẹp quá cái mình mới quay lên làm clip quay lên cho các bạn chia sẻ với các bạn xem nhé. Các bạn có dịp đi ngang qua Sóc Trăng thì các bạn ghé vô đây tham quan nha các bạn. Ở đây bánh bía thì kia nó bán là nó sản xuất luôn nha các bạn nhé. Thì đa số những người đi Tra Diệp về là thường thường hay ghé vào đây là các bạn. Đó ghé về đây là thứ nhất là mua bánh và các đồ mà đặc sản ở Sóc Trăng nè, bánh bía Sóc Trăng rồi tham quan luôn nha các bạn nhé. Đây là cây khế cây 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 sứ rất to các bạn ạ. Cái này sứ chắc là sứ Ánh Dương quá hay là sứ Thái gì, em thấy bông nó là bông cánh đơn, bông giống y hệt như bông cánh được bông Ánh Dương nha các bạn nhé. Cây sứ rất khủng, nằm trong chậu 1 mét mấy á các bạn, cái này cũng phải là 1 mét 2 1 mét 3 gì ở cái chậu á, nằm chật chậu luôn. Đó các bạn thấy cái củ của nó rất khủng. Đó, cái sứ rất to. Còn đây là một cây khế các bạn ạ. Cây khế mình thấy cái đế nó khủng lắm các bạn. Đó các bạn thấy là nguyên cái đế của nó là khoảng 2 mét đó các bạn. Cái chậu này khoảng 2 mét đó. Đó mà cái đế của nó từ đầu này qua đầu kia luôn các bạn nhé. Nó lên 1 cốt 2 3 4 5 6 7 8 9 cốt tất cả nha các bạn. Nó liền nhau luôn chứ không phải là nhiều cây nha các bạn nhé. Mình thấy cái này nó ăn liền với nhau hết mà nó lên 9 gốc nó lên. Đó cây khế bonsai, cây khế rất đẹp này. Đây là xe, những cái xe này họ đi tra về rồi các bạn, họ tấp vào đây, họ ghé vào đây luôn, họ mua bánh rồi thăm bánh bía các bạn để họ tham quan luôn. Tham quan trong này rất đẹp các bạn, để mình quay ở ngoài tí xíu nữa mình đi vô trong kia nha các bạn nhé. Đây là cái có cái cây đó, đây là cây bonsai to lắm. Đây là những cái cây đẹp không nhớ các bạn, họ đem vào đây nè. Cái này với này, cái này là cái dáng này dáng dán này dán này không phải dán thác độ, dán này là dán siêu đó, các bạn đẹp lắm. Đó cây này với lại cây này là một cặp này các bạn, mình thấy nó giống nhau lắm. Đây cây này nữa giống nhau lắm các bạn, một cặp của nó đó. Các bạn thấy có đẹp không? Thì bây giờ mình sẽ từ từ mình đi vào cái khuôn viên của cái Tân Hoa Viên nha các bạn nhé. Mình quay chậm chậm nha các bạn cùng xem. Ở trong này mỗi năm mỗi đổi khác các bạn. Năm ngoái á, mình đi đến thì mình còn thấy là nó đang làm một cái hồ non bộ với hồ chung quanh ở trong cái khu công viên này, mà hôm nay nó làm xong rồi.
Đây bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến vô cái cổng của cái công viên, nó trưng triển lãm những cái bộ bàn ghế với lại những cái hình ảnh đẹp đó các bạn. Đây có cặp rồng hai bên. Để mình đi tắt nó này vô đi để mình quay cái hòn non bộ cá. Ồ, cá coi các bạn ạ. Đó, cái hồ có cá coi đẹp ghê. Khung cảnh ở đây rất đẹp các bạn ạ. Mình thấy đẹp quá cho nên hôm nay mình mới quay lên để chia sẻ lên các bạn cùng xem. Bây giờ mình đi vòng quanh cái hồ thử xem nha các bạn nhé. Đây là cái gốc cây xanh rất to, cây xanh ôm đá nè các bạn, ôm nguyên tảng đá nè, gốc đẹp ghê. Nhìn những cánh hoa này đẹp ghê các bạn. Đây là cái tùng La Hán. Đó, họ làm nguyên một cái hòn non bộ với lại một cái hồ bên dưới nè các bạn. Cái hồ bên dưới nữa nó chạy vòng quanh luôn. Này là thác nước. Thác này chạy nó bao quanh cái khuôn viên triển lãm trong này nè các bạn. Đó, trên kia là thác nước trên cao đổ xuống. Rất đẹp các bạn. Ồ, đây khung cảnh rất là hữu tình các bạn ạ, đẹp lắm. Đây là Huê Viên Độc. Trong này ghi cái hàng động đó các bạn, rất đẹp. Cái này là bàn tay con người làm ra các bạn nhé. Phải nói là rất đẹp.
Rồi, bây giờ mình đi vô trong cái khu triển lãm này nè các bạn. Đó, mình quay thử một vòng nha các bạn, mình xem rất rộng nha các bạn nhé. Khung cảnh rất đẹp. Đây là những cái hòn đá mà đá quý các bạn, họ trưng bày trong này nè. Đây cũng họ trưng bày đá luôn. Đây là bà xã mình nha các bạn nha. Đó, hôm nay mình với bà xã mình đi vô đây tham quan nè các bạn. Chào đi. Cảnh ở đây rất đẹp. Đây là một con ngựa. Là một con ngựa mà. Đây là chiếc xe cổ rồi các bạn. Đó, chiếc xe cổ nè. Xe này là Mobilet. Đó, xe này cũng khoảng là 7-80 năm gì rồi các bạn nhé. Đó, xe cổ giờ họ đang là trưng bày đây nè các bạn. Đây là những cây cây phát tài. Họ làm thành những cái bình lục bình rồi các bạn. Rồi mình đi hết một vòng Tân Hoa Viên rồi đó các bạn. Thì giờ clip nó cũng đã dài rồi. Mình ra cái đèn trước mình quay lại một lần nữa cho các bạn cùng xem. Đó, đây là cái là Tân Hoa Viên nha các bạn nhé. Rồi mình cũng quay lên là giới thiệu với các bạn là được. Các bạn có dịp đi ngang qua Sóc Trăng các bạn ghé qua đây nha các bạn nhé. Rồi mình xin chào tất cả các bạn nha.